Ngay sau khi liên tiếp phá 3 vụ án vận chuyển ma túy khủng xuyên quốc gia chỉ trong vòng 1 tháng với tổng trọng lượng lên tới là 1 tấn 700 kg, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các băng nhóm đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã có những phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi. Họ coi Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trung chuyển ma túy từ Lào, Campuchia, Thái Lan sang các nước khác. Vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo đối với người dân. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, người dân cần chú ý, ma túy có thể đóng trong các linh kiện điện tử như loa, trong các bao bì trà, cà phê, hạt nhựa. Đối tượng vận chuyển thường là người gốc Hoa mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, nhập cảnh vào Việt Nam thuê người vận chuyển. Các đối tượng này thường thuê các nhà xưởng từ 1 đến 3 tháng để cất giấu ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân luôn đề cao cảnh giác, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, đồng thời tuyệt đối không tiêu hủy ma túy mà không thông báo công an.